Hello các bạn, mình là Snoopy đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ ngồi đây và làm một phát về những cái gọi là gì nhỉ? Những cái đồ thiết kế mình hơi bị thừa trí tuệ của người Nhật vào luôn. Với video của ngày hôm nay, chủ đề là đây là một cái gọi là cái treo ô kèm chìa khóa nha các bạn nhé. Top những đồ vật mà dễ mất nhất ở Nhật. Top 1 là đồ lót phụ nữ, top 2 là ô, top 3 là yên xe đạp và xe đạp. Các bạn biết rồi, đó là ấy, ở Nhật thì người ta nhá, đi tàu điện là chủ yếu, gần như là ấy, người ta chỉ sử dụng ô từ nhà đi ra ga thôi. Nhưng mà có những người trong đấy, có những người nhá, mưa nhỏ hay là mưa to người ta đều không mang ô. Từ ga về nhà xa, bắt taxi thì tốn tiền, mà chạy về thì ướt, thì còn cách nào nữa là cắp ô. Thì cái này sinh ra để tránh trường hợp mất ô. Đấy, mình mất ô cũng rất là nhiều các bạn. Và vì mình mất ô nên là mình cũng muốn người khác phải chịu cảnh mất ô giống mình, nên là mình ăn cắp của người ta. Cái này là một, ngoài ra thì vẫn còn rất là nhiều nơi người ta cho thuê cả ô các bạn, có dịch vụ cho thuê ô luôn đấy. Có những cái máy người ta cho thuê ô luôn, một tiếng là bao nhiêu tiền đấy. Đây, nó cũng như thế luôn, là phạt ví. Cái này có thể là một phát minh ở thì quá khứ thôi, chứ còn bây giờ thì không ai dùng nữa rồi các bạn. Công nhận là tất cả những cái đồ ở đây đều là những cái đồ mà người Nhật người ta sử dụng rất nhiều, đặc biệt là cái này gọi là sổ nốt ấy. Người Nhật thì người ta rất là ít khi người ta nốt vào điện thoại ấy, các thứ tất cả đều ghi ra giấy hết, bởi vì cái văn hóa công sở ở Nhật thì đó là, hoặc là công đi làm ấy thì rất là thích những cái người mà người ta cứ ngồi người ta viết những cái dòng nốt ra ra giấy ấy. Còn nếu mà các bạn ngồi bấm điện thoại này, người ta không phân biệt là mình chơi hay là mình đang bấm điện thoại để nốt, nên là thực sự luôn là những cái như thế này đến thời điểm hiện tại nhá, ở Nhật nó vẫn rất là hot, rất là nhiều người sử dụng. Đây còn có cả cái gì, cái chỗ này là cái chỗ mà card visit, các bạn ở Việt Nam gọi là card visit, thì ở Nhật người ta dùng rất là nhiều card visit nhá, người ta gọi là meshi ở card visit. Đấy, đến bản thân mình cũng có hàng mấy cái cơ, mỗi một công ty người ta sẽ phát cho mình một tập này. Và kể cả về cái vấn đề card visit, cái văn hóa đưa card visit, nhận card visit rồi như này như kia, ở Nhật ấy nó có cả một cái cuốn sách để dạy các bạn làm thế nào nhận card visit cho nó lịch sự nha các bạn nhé. Nhưng mà cái này thì giờ không có ai sử dụng đâu, mà thực sự là không ai sử dụng luôn ấy. Vì thứ nhất là nó độ nặng của cả bạn, nó sẽ kéo cho cái cổ nó ù hù xuống. Và thứ hai là nhìn thì nó có vẻ tiện thôi, nhưng thực ra nó không tiện một tí nào hết các bạn ạ. Không ứng dụng, chưa thấy ai dùng. Ủa là sao các bạn? Tôi nói thật là tôi chưa thấy ai dùng cái máy này cả. Nó là kiểm tra thính giác của tai à? Hay là hút giấy tai bằng mồm? Hay là một cái máy tự nói tự nghe ra? À, tức nghe là bây giờ mình tức quá đúng không? Mình không muốn phát ra ngoài nên mình tự nói để cho mình tự nghe đúng không? Tôi nói thật với các bạn luôn là nhìn vào cái ảnh này tôi không biết là cái này nó dùng để làm gì luôn ấy. The hell? À, cũng có thể là đây là một cái sản phẩm mà chúng ta tự hát, chúng ta tự nghe mà không ảnh hưởng đến người khác. Yes sir, chính xác rồi các bạn ạ. Các bạn hãy cứ thử tưởng tượng đi, đến một ngày nào đó mỗi một cái đám cưới khách vào là phát cho mỗi người một cái để chúng ta tự hát tự nói với nhau. Đúng là thông minh theo kiểu người Nhật. Đến vui vẻ mà cũng chỉ vui vẻ một mình. Chúng ta đã quá quen với cô đơn rồi. Các bạn có để ý là mấy cái ông Nhật người ta làm cái gì cũng gắn ở trên người không các bạn? Biết là ở Nhật, dân công sở ở Nhật là người ta mặc vest cả ngày cả đêm cả lúc đi ngủ rồi. Nhưng mà nó không cần thiết phải đến như thế này. Thứ nhất vẫn là cái vấn đề đầu tiên, nó là nó nặng. Tôi chắc chắn với các bạn nó là phải nặng rồi, còn chưa kể nó cộ. Cái thứ hai nữa, giả dụ như trời mà mưa thì sao? Cứ ướt như thế là cứ cho vào người à? Thế nhớ tháo ra sử dụng rồi trời mưa sao? Thế là nó còn có một cục ở trên này à? Nhưng cái phát minh tôi thề với các bạn, nó thực sự nó rất chi là tào lao đấy này. Còn chưa kể các bạn nhìn này, cái áo nó gộn lên cả một cục như này thì lấy đâu có sự thoải mái. Còn chưa kể là cái ô này treo ở ngoài lúc mà để nó ráo nước ấy, xong rồi mất luôn cái ô cả mấy man luôn. Tôi nhìn như này chắc chắn là cái này phải mấy man, tầm phải vài triệu các bạn nhé, nếu mà có bán thật sự luôn. Ai biết, ai có thể comment với tôi là cái này nó là cái gì được không ạ? Xin mời các bạn đến với chương trình hãy đoán tác dụng của vật. Cho tay vào đây à, xong rồi cho cái mặt xuống à? À hay là mỗi người một đầu, mỗi người một cái đầu thò mồm vào để nói chuyện. Cái này ấy mà bấm ở trên cái màn hình như này này, kiểu cái kiểu máy chiếu này thì là lần đầu tiên mình thấy. Còn cái kiểu là mua đồ gì xong rồi cứ bỏ vào đây rồi nó tự quét mã thanh toán các thứ thì mình thấy nhiều rồi. Đặc biệt là các bạn nào mà ở bên Nhật đi mua đồ của GU hoặc là Uniqlo ấy thì các bạn sẽ biết là cái quầy này quầy tự thanh toán ấy, các bạn chỉ cần bỏ đồ vào đây thôi. Đấy, và chúng ta chỉ cần có một cái màn hình ở đây để chúng ta chỉ cần bấm vào đấy chúng ta thanh toán được. Nó bẩn lắm các bạn ạ. Các bạn nào mà từng tới các cái khách sạn như thế này thì các bạn sẽ biết đó là giường thì chúng ta như thế này nhá. Cái chuyện là người ta thay chăn ga gối đệm là cái chuyện là chắc chắn là ok rồi. Nhưng mà cái vấn đề đó là nhà vệ sinh chung, tắm chung, bếp chung thì các bạn phải tưởng tượng như là nó sẽ như thế nào. Và chưa kể là cái khu vực con nhộng này của bạn ấy thì nó có thể sạch, nhưng mà cái khu vực bên ngoài này rất là bẩn các bạn ạ. Cái điểm yếu lớn nhất của nó là về mùi các bạn ạ. Ngoài mùi của mình ra ấy, thì còn mùi của rất là nhiều người khác. Bởi vì giá rẻ nên là chắc chắn với các bạn rồi, nó sẽ là có những cái khách như thế nào vào đây chẳng hạn. Thậm chí là có cả những người vô gia cư vào đây chẳng hạn. Được cái thì nó rẻ các bạn, nó rẻ. Nó cũng không lung linh như thế này đâu nhá các bạn nhé. Khách sạn có con khủng long đứng làm nhân viên tiếp tân.
khủng long thì nó chỉ đứng đây thôi. Tôi ở tỉnh Chiba tôi cũng chưa biết cái này có thật không, hay là nó chỉ làm để cho nó đẹp thôi. Nhưng mà thường thì toàn bộ nó là chạy máy mà. Đằng trước này nó là máy này các bạn, đằng trước của nó là máy này. Nên là gần như là mấy con này ở đằng sau nó cũng không có tác dụng gì. Nếu mà có chắc chỉ cũng gầm lên 1-2 tiếng thôi. Cái này thì mình nghĩ là chắc là không phải của Nhật đâu các bạn nhé. Ở Nhật thì tôi chưa thấy. Mặc dù là trên những cái đồ lon ở Nhật ấy thì gần như là cái nào nó cũng sẽ có những cái chỗ, những cái chỗ để mà mình sờ để cho cái này không có, cái này không có. Về có những các bạn mua bia mua rượu ở Nhật ấy thì nó sẽ có những cái lồi lồi lên như này để người khiếm thị người ta nhìn để người ta sờ ấy. Thì các bạn phải hiểu đó là ở Nhật ấy thì những cái người bị mắt người ta bị thị lực kém này nhiều lắm các bạn ạ, nhiều ra luôn, mình không hiểu tại sao luôn. Các bạn đi ở Nhật thì các bạn sẽ thấy có những cái người ta phải chống cái gậy, người ta có cái gậy người ta khu này. Cái loại này thì mình nghĩ là chắc không phải của Nhật rồi, vì thường là Nhật thì nó không có cả như này mà nó chỉ có một phần thôi. Lấy dây tai xem camera cái này thì nó quá bình thường rồi, nhưng mà những cái như này sẽ không bán được ở Việt Nam đấy các bạn nhé. Thực sự luôn là mấy cái anh cắt tóc Huế mà lấy giấy tai ở Việt Nam thì là is the best con mẹ luôn, tôi thề với các bạn luôn. Tôi đã từng rất là khó chịu ở trong tai tôi và tôi đi ra viện Nhật ấy mà nó làm, tôi thề với các bạn, tôi nói với các bạn phải dùng từ là bưu dớ như con tỏ heo. Tức nghĩa là người ta sẽ cho chân vào đây để cho cá rỉa chân đúng không, phải không? Nghĩ là đúng rồi đấy, tôi nghĩ là cho cá ở đây để rỉa chân đấy. Tôi nghĩ là đây chắc là phòng hạng sang các bạn. Tôi ở Nhật tôi chưa được trải nghiệm dịch vụ này bao giờ cả. Nhìn tôi đã phát ra mùi tiền này các bạn. Thực ra các bạn, tôi thấy là cũng chắc cũng không phải là phát minh của người Nhật đâu. Tôi thấy nước nào mà cứ có cái giao lộ mà nó lớn ấy thì bạch kẻ đường như này là cần thiết. Bởi vì nếu mà từ đây mà chúng ta muốn đi đến đây mà chúng ta đi như này thì chết luôn. Có hay không có thì người ta vẫn cứ sẽ băng chéo, bạn có tin tôi không? Như tôi là tôi băng kiểu vậy đấy, làm ra để cho người ta hợp thức hóa cái việc đi chéo của người ta thôi chứ. Nhưng mà thực sự là nhìn cái ảnh này tôi nhớ Tokyo dã man các bạn. Tôi nhớ Tokyo dã man nhìn cái ảnh ấy. Những cái buổi chiều Tokyo nó khác buổi chiều ở mấy tỉnh ở quê lắm các bạn. Nó nhộn nhịp lắm. Tôi cũng từng là một người trong những cái người đứng ở đây các bạn. Đây tôi nói thật, đây chính là cái phát minh vĩ đại nhất của người Nhật. Cái này nhìn như này thôi nó rất là bình thường các bạn hiểu không? Nhưng mà ở đây chúng ta nhìn thấy có rất là nhiều cái thiết kế ở đây. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái thiết kế này. Thay vì việc là nó chỉ cấp nước cho cái này để chúng ta xả nước ấy, thì bây giờ chúng ta có thể rửa tay bằng cái nước này luôn. Và cái nước sau khi rửa tay nó lại xuống đến cái dưới này. Cái nước dưới này nó có bẩn hay nó sạch cũng không quan trọng các bạn nhé. Mặc dù có cái này nhưng mà người ta vẫn rửa ở ngoài các bạn. Các bạn để ý bên cạnh nó có cái bồn rửa tay nữa rồi. Nên cái việc này là không cần thiết, nhưng mà gần như là 99.9% nó phải như này. Rồi tiếp theo thiết kế thứ hai mà gọi là cái thiết kế mà tôi thấy is the best nhất, đó là cái này. Cái bệ ngồi. Nếu chúng ta nhìn thấy ở đây nhá, đúng không? Đây này, xịt đít này. Cái này một phát xịt thẳng lên lỗ đít luôn. Nó không đến nỗi mà bắn chốc cả ra như cái súng phun nước ở Việt Nam. Nó bắn là dịu dịu. Chúng ta có thể điều chỉnh mức vừa, mức mạnh. Những người nào mà thích bị kiểu như thích bị quất ấy, thì các bạn có thể chọn cái mức mạnh cũng được. Đấy, còn mình thì mình ở mức vừa thôi là mình cảm giác. Cái này nó là cái cũ đấy các bạn nhá. Những cái hiện đại bây giờ nó còn có cả kèm cả nút xả nước ở đây nữa. Ngoài ra nó còn có một cái ở đây này. Các bạn để ý này. Cái vành ngồi nó sẽ ấm lên nhá các bạn nhá. Vào mùa đông ấy nó sẽ sưởi cái vành đấy để cho chúng ta ngồi xuống nó không bị lạnh đít. Cái này thực sự các bạn luôn là mùa đông dùng cái này cực kỳ là sướng. Các bạn nào mà ở Nhật nhá, dùng cái này rồi nhớ mãi không quên luôn, bởi vì sao? Mùa đông ấm đít sướng lắm các bạn ạ. Các bạn không tưởng tượng được đâu. Đây tôi nói với bạn, đây là một trong những phát kiến vĩ đại nhất. Đến cái ảnh này cũng chỉ tổng hợp được một vài những cái kiểu thiết kế ngu ngốc thôi. Có những cái thiết kế nó còn ngu ngốc hơn, ví dụ như cái đũa có là cái quạt thì nó thổi bì ăn luôn, hoặc là một cái kiểu như cái mặt nạ đeo vào thì hở mỗi cái môi thôi đấy, để cho người ta đánh son đấy các bạn đấy. Hôm nay là một trong những cái video mà mình nói về những cái phát minh, những cái món đồ độc lạ ở Nhật đối với mình thì khá là thú vị, đối với các bạn ở Việt Nam thì khá là dị. Các bạn đi khám phá cái thế giới mới rất là vui, giống như mình hồi mình mới qua Nhật thôi mình cũng rất là vui. Mặc dù là lạ nước, lạ cái, lạ cả tiếng nữa, nhưng mà nó giống như kiểu là các bạn chết mạng rồi ấy. À, ok, đó là chủ đề của ngày hôm nay. Và nếu mà các bạn thấy hay thì mong các bạn cho mình một nút like, chia sẻ cũng như là để lại phần bình luận bên dưới để xem là có bao nhiêu người đoán đúng được những cái thiết kế vừa rồi của người Nhật nha. Xin chào và hẹn gặp lại, mình là Snoopy Giang Đẹp, cần tình thương, cần rất nhiều tình thương. Thế nhá, thật là cảm giác. Hai. Tắt video nhanh nhá. Nhớ subscribe kênh Snoopy để xem thật nhiều video về Nhật Bản cũng như là cuộc sống của mình. Một thằng nghiện dày, nghiện game, nghiện cái đó.